Nói về cái thị trường bông tẩy trang ấy, mặc dù là nó là một cái thứ rất là nhỏ trong một cái skincare routine thôi, nhưng mà nó đã có rất rất nhiều loại rồi, 7749 loại. Và mình thì cũng đã thử qua 7749 loại để tìm được một cái sản phẩm tẩy trang ưng ý và phù hợp. Tức là có những cái tẩy trang thì nó rẻ nhưng mà dùng nó không phê, có những cái thì dùng rất phê nhưng mà nó lại không rẻ. Và còn phải tìm dùng cho toner riêng, dùng cho tẩy trang riêng đó. Nói chung là nếu như bây giờ mọi người vẫn còn đang loay hoay để tìm kiếm được một cái sản phẩm tẩy trang nó phù hợp với nhu cầu, phù hợp với cái túi tiền của mình, thì hãy xem hết video ngày hôm nay nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của nhà iBeauty. Mình là Khánh Linh và mình đã quay trở lại rồi đây. Và chủ đề của video lần này sẽ là cách chọn bông tẩy trang phù hợp. Bắt đầu nhá. Mình là một đứa mà đã chuyển được cái team không cần dùng bông tẩy trang sang team là rất rất cần, không thể thiếu được bông tẩy trang trong một skincare routine mọi người ạ. Mình biết là sẽ có nhiều bạn giống như mình ngày xưa, tức là tẩy trang thì dùng dầu tẩy trang, không cần bông tẩy trang đúng không? Dùng toner thì dùng tay, massage thoa thoa lên mặt, không cần bông tẩy trang đúng không? Đắp mặt nạ thì dùng mặt nạ giấy hoặc thậm chí là không đắp mặt nạ luôn, cũng chẳng cần dùng bông tẩy trang. Thế nhưng mà đến khi mà mình đã sử dụng qua nhiều loại bông tẩy trang khác nhau, các chất liệu khác nhau để làm những cái nhiệm vụ khác nhau, thì mình cảm thấy là thực sự việc dùng bông tẩy trang trong skincare routine ấy, nó nâng cao cái hiệu quả và cái trải nghiệm của mình rất là nhiều. Bây giờ thì mình dùng bông tẩy trang trong việc tẩy trang này, dùng với nước tẩy trang này, mình dùng trong việc lau toner lên mặt này, mình dùng trong việc dùng bông tẩy trang để làm mặt nạ này. Thì với kinh nghiệm của mình sau rất rất nhiều những trải nghiệm với rất rất nhiều các loại bông tẩy trang khác nhau, thì mình rút ra được một vài lưu ý để cho mọi người tìm mua các sản phẩm bông tẩy trang nhé. Đầu tiên là mình sẽ ưu tiên lựa chọn các sản phẩm bông tẩy trang mà có thành phần là 100% từ cốt tông tự nhiên. Nó sẽ đảm bảo cái trải nghiệm mướt, mịn ở trên da, không hề bị thô ráp cho làn da của mọi người nhé. Tiếp theo là nếu như da của mọi người mà nhạy cảm này, hay là da mỏng này, dễ tổn thương này, mọi người nên hạn chế sử dụng các loại bông tẩy trang mà có vân, có sọc, bởi vì nó sẽ tăng độ ma sát trên da của mọi người. Và càng đặc biệt nên tránh các loại bông tẩy trang giá rẻ mà khi thoa lên mặt nó cảm giác một sự khô ráp, giống như là lau một cái, mình nghĩ là còn thô ráp hơn việc lau một miếng vải lên mặt á. Mình đã từng thử những cái loại bông tẩy trang giá rẻ mà trải nghiệm không hề thoải mái một chút nào trên da mặt. Lau bông tẩy trang xong một cái là da mặt rát liền luôn á. Một điều nữa là mình rất thích và rất ưu tiên các loại bông tẩy trang mà có cái thiết kế đủ xịn, chất lượng đủ xịn để nó không bị vương ra nhiều cái bụi bông á. Thậm chí là có một số loại còn bung ra rất nhiều cả sợi bông luôn ấy. Tức là người ta làm cái gia công của họ khá là cẩu thả. Nên là mọi người lưu ý nhá, mọi người nên lựa chọn các sản phẩm bông tẩy trang mà kéo giãn cả hai chiều này. Nói chung là tại vì mình cần phải miết ở trên da mặt ấy, nên là chúng mình cần chọn loại nào mà dài nhất để đảm bảo hiệu quả tẩy trang này, hiệu quả làm sạch mặt khi mà dùng toner này, đúng không? Và nếu như cái loại bông tẩy trang mọi người đang dùng mà chỉ cần lau một vài đường nó đã rách bông hay là sơ bông hay là nó vỡ cả bông ra rồi ý, thì mình nghĩ là mọi người nên đổi sang những cái loại bông tẩy trang khác. Và lát nữa thì mình sẽ review cho mọi người một số loại. Nói về cách sử dụng bông tẩy trang của mình thì đối với bước tẩy trang thì mình sẽ sử dụng bông dày, thậm chí là có dập viền đó, để đảm bảo là nó không bị rách bông và hoặc là bung cái bụi bông nhiều này. Tiếp theo, trong bước lotion mask thì mình sẽ dùng các loại bông tẩy trang mà nó mỏng, mịn thôi và nó từng miếng, tức là hình vuông á, để mình có thể đắp lên được một vùng da rộng và không quá tốn lotion, không quá tốn các loại dưỡng của mình đó. Còn đối với các loại bông tẩy trang mà để lau toner ấy, thì mình sẽ dùng các loại mà có độ mỏng vừa đủ để không quá tốn sản phẩm dưỡng nhưng mà vẫn đảm bảo hiệu quả êm trên da mặt của mình. Khi mà sử dụng bông tẩy trang ấy thì mọi người nhớ đầu tiên là phải rửa sạch tay đã nhá. Sau đó thì chúng mình sẽ lấy một miếng bông tẩy trang này. Đây, để mình thao tác luôn cho mọi người. Chúng mình sẽ đổ dung dịch toner này hay là nước tẩy trang này vào trong cái trên cái miếng này. Đó, thấm vừa đủ thôi nha. Nếu như mà mọi người tiết kiệm mà đổ dung dịch ít quá ấy, thì cái miếng này nó sẽ bị khô và bị rát hơn khi mà massage ở trên mặt chúng mình. Đổ vừa đủ thôi, cái này thì
mọi người phải tự cảm nhận ha. Mọi người sẽ kẹp vào ngón giữa như thế này, đó như mình này, sao trời mình thoa lên mặt như thế này, miết ở trên mặt như thế này, đó, để thoa cả toner, kể cả nước tẩy trang thì mình đều làm như thế này, để đảm bảo là chúng mình sẽ làm sạch được cả những vùng da mà ví dụ như kẽ mũi này hay là khóe mắt này, đó, để chúng mình làm sạch thật kỹ nhá, đừng bỏ sót lại bất kỳ khu vực nào cả. Và lưu ý này, chúng mình sẽ không nên massage mạnh quá, không nên miết mạnh quá, sẽ khiến cho da dễ dàng bị chảy xệ và sẽ bị rát da sau khi mà tẩy trang nha. Và lưu ý là cũng không nên miết quá nhiều, miết quá lâu nha, vừa gây rát da và vừa gây khô da nữa nha mọi người. Còn đối với những cái loại bông mỏng dính như thế này này thì mình sẽ dùng để đắp toner mask, để đắp mặt nạ, để làm sao để nó không tốn nhiều sản phẩm dưỡng của mình quá. Đó, thì mình sẽ dùng những cái miếng mỏng dính như thế này mọi người ạ. Mình sẽ đổ đẫm cái miếng bông này, sau đó mình sẽ ín nó lên mặt, mình sẽ đắp nó lên mặt như thế này. Thì một cái độ ẩm đẫm như thế nó sẽ khiến cho miếng bông nó dính lên mặt và sẽ cấp ẩm sâu cho làn da của mình ha. Tiếp theo thì nếu như các bạn nào mà vẫn còn đang băn khoăn, đang phân vân là liệu mình có nhất thiết phải dùng bông tẩy trang trong một cái skincare routine không nhỉ? Thì câu trả lời là không nhất thiết phải dùng. Mình đã từng không dùng, nhưng mà hiện tại mình đã không thể thiếu được bông tẩy trang trong cái routine của mình rồi. Nên là bây giờ mình sẽ thuyết phục cho mọi người tại sao mọi người nên dùng bông tẩy trang nhá. Đầu tiên, trong cái bước làm sạch thì nếu như mọi người chỉ sử dụng sữa rửa mặt để làm sạch thôi thì chắc chắn là không đủ. Bây giờ mọi người chỉ cần test giúp mình thôi là mọi người rửa mặt xong nhá, chỉ dùng sữa rửa mặt, sau đó mọi người lấy bông tẩy trang thoa toner lên hoặc nước tẩy trang, sau đó thì mọi người dùng bông tẩy trang đổ toner hoặc là nước tẩy trang lên và mọi người lau lại khuôn mặt của mọi người xem, mình chắc chắn là bông tẩy trang vẫn sẽ đổi màu, bởi vì bước chỉ sử dụng sữa rửa mặt thôi nó hầu như không đủ để làm sạch làn da của mọi người đâu. Nên là bạn nào mà đang chỉ dùng sữa rửa mặt, chưa dùng nước tẩy trang và bông tẩy trang thì hãy dùng đi nhá. Tiếp theo là nếu như mà bạn nào mà đã quan trọng cái bước làm sạch da giống như mình chẳng hạn, thì mình sẽ triple cleansing luôn. Tức là mình đầu tiên mình sẽ sử dụng bông tẩy trang và nước tẩy trang để làm sạch bề mặt da, làm sạch cả lớp trang điểm bề mặt nữa, rồi kem chống nắng. Đó, nói chung là đầu tiên mình sẽ dùng nước tẩy trang và bông tẩy trang, sau đó mình dùng dầu tẩy trang để làm sạch sâu, sau đó mình dùng lại với sữa rửa mặt. Đó, và sau đó đến bước toner. Thì mọi người nếu như mà chỉ sử dụng toner thoa ra lòng bàn tay và thoa lên mặt ấy, nó chỉ ở tác dụng là cấp ẩm cho da của mọi người thôi. Việc dùng toner với bông tẩy trang sẽ giúp cho sản phẩm thấm nhanh hơn này, tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, làm sạch da nhẹ nhàng nữa. Thế nên mình mới nói là nếu như bạn nào mà bước làm sạch chưa đủ sạch ấy, mọi người dùng bông tẩy trang với toner thoa lên mặt, lau lên mặt thì sẽ vẫn thấy bông đổi màu, thể hiện là bông tẩy trang hỗ trợ mọi người rất rất nhiều trong quá trình làm sạch da, đúng không? Tiếp theo là với những cái miếng bông mỏng như thế này có thể giúp chúng mình đắp mặt nạ nữa. Mọi người không nhất thiết phải tốn tiền mấy chục nghìn cho một miếng mặt nạ. Mọi người có thể dùng chính cái toner hoặc là serum dưỡng của mình này đổ lên cái miếng bông tẩy trang mỏng như thế này, sau đó chúng mình đắp lên mặt. Thường là mình sẽ đắp vùng hai má này, vùng mũi và vùng trán. Đó, thì như thế là cũng đủ để cho chúng mình dưỡng ẩm sâu cho ở da mặt của chúng mình rồi, đúng không? Và ngoài ra thì mình biết là nhiều bạn còn sử dụng bông tẩy trang để lau mặt sau khi mà rửa mặt nữa. Mình thì thấy cái này nó hơi phí, hơi không được kinh tế cho lắm nên là mình không áp dụng. Nhưng mà mình biết là nhiều bạn mà có làn da nhạy cảm này, da bị mụn, rất là dễ bị kích ứng chẳng hạn, thì mọi người sau khi rửa mặt còn lấy bông tẩy trang để thấm khô mặt nữa. Bởi vì bông tẩy trang thì sẽ rất là đảm bảo cái vấn đề vệ sinh, tránh gây nhiễm trùng, đúng không? So với việc là mọi người dùng một cái khăn ở trong nhà tắm, trong môi trường ẩm ướt, có thể dùng để lau các bộ phận khác nữa, rồi chúng mình lại lau lên mặt thì nó không được vệ sinh cho lắm. Nên là mình biết là nhiều bạn cũng dùng cả bông tẩy trang để lau mặt sau khi mà rửa mặt nữa. Rồi bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi lựa chọn, đi xem xét một vài loại bông tẩy trang nhá. Thì đầu tiên mình nghĩ là cái loại mà phổ biến nhất là cái loại bông tẩy trang tròn như thế này. Thì đối với cái bông tẩy trang tròn á, mình thường ưu tiên những loại mà có dập viền ở xung quanh để đảm bảo là độ bền của nó khi ướt này, đảm bảo là nó không bị bay nhiều cái vụn bông, sơ bông ra. Đó, thì ví dụ như là mọi người có thể tham khảo cái dòng mình không biết đọc là gì, Ipec hay là Ipec. Đó,
thì nó sẽ có cái dập viền xung quanh như thế này. Khi mà gặp nước thì sẽ rất là bền. Và đối với cái bông tẩy trang tròn này này thì nếu như mọi người tách ra thì bên trong nó sẽ là có một cái lớp bông ha. Còn bên ngoài bề mặt bông sẽ được ép chặt hơn để đảm bảo độ bền khi mà gặp nước và khi ma sát ở trên mặt của chúng mình. Một số loại bông tẩy trang á thì nó sẽ có một mặt mịn này, một mặt được dập vân, để cho cái mặt dập vân á sẽ tăng khả năng làm sạch bởi vì nó sẽ tăng độ ma sát ở trên da. Còn bạn nào mà da nhạy cảm, da dễ kích ứng, da mỏng thì mình khuyên là mọi người nên sử dụng cái loại bông tẩy trang nào mà mặt thật là mịn cho mình để đảm bảo giảm sự ma sát tối đa. Và mình thấy là cái miếng bông tẩy trang dạng tròn này này nó không quá dày nhá. Cái miếng của nhà Ipec này nó không quá dày nên là sử dụng tẩy trang cũng vừa phải, mà sử dụng để lau toner ấy nó cũng không bị hao quá nhiều sản phẩm dưỡng của mình, nên là mình thấy dùng khá là ok. Và mình khuyên là mọi người nên dùng cái Ipec này này, mình trung thành khá là lâu rồi bởi vì là cái dập viền này nhá, mình rất là ưng cái dập viền này. Cái này dùng thì nó cũng rất là bền khi mà bị nước, khi mà ma sát ở trên khuôn mặt của chúng mình nữa. Rồi mình đã từng dùng qua một số loại bông tẩy trang mà nó dày hơn cái Ipec này nhá, mà nó không dập viền, có thể nhìn được thấy cái lớp bông ở bên giữa ấy. Đó, thì nó bị bay sợi vải, sợi bông khá là nhiều. Và một số loại thì nó không được chất lượng cho lắm, nên là khi mà mình thoa lên mặt á, mình thấy nó rất là ráp và thậm chí là nó còn bị vón sơ bông lại nữa, thì mình không đánh giá cao và sẽ chắc chắn sẽ không mua lại những cái sản phẩm như thế. À, nhưng mà mọi người lưu ý nhé, là các loại mà miếng bông tròn này này, mình chưa thấy có loại nào đủ mỏng để có thể làm lotion mask được. Nó sẽ bị tốn khá là nhiều sản phẩm dưỡng của mình và nó cũng khó để cố định được trên mặt ấy, và nó cũng, mọi người thấy không, nó không hợp. Cái hình dáng của nó cũng sẽ không phủ được cái vùng da của mình. Mà mọi người đối với các loại bông tẩy trang để làm lotion mask, mọi người nên mua các loại miếng mỏng dính như thế này này. Mọi người có thể mua cái hộp bự của Miniso như mình như thế này này. Đó, thì trong này hình như là có 1.000 miếng đi phải, dùng hoài mà không hết luôn. Nhưng mà cái loại này thì mình thấy là chỉ dùng để đắp thôi, chứ còn nếu mà để thoa ấy thì nó vẫn sẽ rất là rát. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể tham khảo cái bông tẩy trang để đắp lotion mask của nhà Silcoat. Thì nó sẽ gồm có một cái miếng nó dài hơn như thế này, hình chữ nhật, và nó được gập đôi lại. Thì lúc này mình có thể cắt đôi hoặc là đắp vào những cái vùng da mà nó rộng như là vùng trán như thế này. Thì cái miếng của nhà Silcoat ấy nó mịn hơn, có thể dùng để thoa được, nó êm hơn trên da. Nhưng mà cái đấy thì dày hơn cái này, cho nên là sẽ tốn sản phẩm dưỡng của chúng mình hơn một tí nhá. Tiếp theo thì có một cái loại bông nữa cũng khá là phổ biến, đó là cái bông chữ nhật mà có dập viền như thế này này. Ở đây thì mình đang show cho mọi người cái bông của nhà Silcoat. Đây, dòng này, dòng xanh nước biển. Ngoài ra thì Silcoat còn có một cái dòng xanh nước biển đậm nữa để đắp cái lotion mask giống như mình vừa nói vừa nãy này. Và ngoài ra thì còn có một loại hình nửa vuông, nửa tròn, cũng dập viền xung quanh, là cái dòng xanh lá cây như thế này. Thì nói chung là dòng nào của nhà Silcoat thì dùng cũng ok hết á. Nên là nếu như mọi người để ý, là những bạn nào mà có yêu cầu cao, tiêu chuẩn cao cho một sản phẩm bông tẩy trang ấy, thì dùng Silcoat rất là nhiều. Mặc dù là giá thành thì cao hơn các sản phẩm khác, nhưng mà chất lượng thì xứng tầm mọi người ạ. Thì mình hay dùng nhất cái bông hình chữ nhật dập viền hai đầu và nó bao xung quanh như thế này của nhà Silcoat, là cái dòng xanh nước biển như này này. Đó, em này đảm bảo là không bị sơ bông, không bị tơi tả khi mà chúng mình tẩy trang hay là thoa toner nhá. Mà nó cũng rất là mỏng, mỏng vừa đủ để không tốn quá nhiều sản phẩm nước tẩy trang hay là toner, serum của chúng mình, essence gì đó. Nói chung là các sản phẩm dưỡng mà khi chúng mình dùng để thoa lên mặt thì nó không tốn quá nhiều nha. Mặc dù là bông tẩy trang giá thành cao nhưng mà lại tiết kiệm sản phẩm dưỡng. Thì mình thấy là đây cũng là một cái combo rất là kinh tế và nâng cao cái trải nghiệm khi mà chúng mình skincare ha. Và hầu như tất cả các sản phẩm bông mà mình vừa review và tất cả các sản phẩm bông tẩy trang khác trên thị trường ấy, thì nó đều là 100% cotton cả. Nhưng mà với trải nghiệm của mình thì mình thấy là không phải là cứ 100% cotton là sẽ đem lại cảm giác mềm mịn mướt trên da, không bị rát da đâu. Mà sẽ có những cái loại bông tẩy trang mà giá thành nó khá là rẻ, nhưng mà chúng mình dùng thì nó sẽ bị tan rã, nó sẽ tơi tả khi chúng mình tẩy trang hay là thoa toner ở trên mặt này. Kiểu vào nước là nó đã mủn ra rồi ý, rồi sơ bông rất là nhiều. Có những loại thậm chí là bề mặt bông còn không mềm mịn, nó có tạp chất và nó sẽ khiến cho
da của chúng mình sẽ rất là rát. Đặc biệt da bạn nào mà nhạy cảm mà bị mụn ý, thì rất rất nên tránh những loại bông tẩy trang mà kém chất lượng như thế nhá. Và nếu như bạn nào mà có thể chịu chi cho một sản phẩm bông tẩy trang mà giá hơi cao như siêu cốt, và như mình thì mình rất là trung thành với siêu cốt rồi, thì mình sẽ dùng cái bông tẩy trang đậm nhất màu xanh biển mà biếng hình chữ nhật dài á, để đắp lotion mask này. Xong rồi cái hộp hình chữ nhật là cái miếng bông dập viền hai đầu này này, thì mình sẽ hợp để dùng nước hoa hồng, dùng toner hơn là để tẩy trang, nó sẽ hơi bị mỏng để tẩy trang. Còn dùng để tẩy trang thì mọi người dùng cái miếng mà nửa vuông, nửa tròn dập viền xung quanh này thì nó sẽ hợp để tẩy trang hơn. Đó, nếu như mà mọi người muốn kết hợp các sản phẩm của siêu cốt giống như mình, nói chung là chất lượng bông của siêu cốt không phải bàn, mặc dù giá nó hơi cao nhưng mà sản phẩm không có nhược điểm gì cả, sản phẩm không có lỗi, lỗi là tại mình nghèo thôi ha mọi người. Và nếu như mọi người mà có kinh tế không được dư giả cho lắm thì có thể lựa chọn các sản phẩm như là cái bông Make Up Cotton của nhà Silverby này này, hay là cái bông của nhà Miniso, em này thì cũng rất là nổi này, em này dùng cũng khá ok nhưng mà không êm được như nhà siêu cốt. Thì hy vọng rằng sau video ngày hôm nay mọi người sẽ có thể biết được những cái lưu ý, những cái tiêu chí để lựa chọn được một sản phẩm bông tẩy trang phù hợp với loại da của mình này, với nhu cầu sử dụng với sản phẩm gì của mình, và hợp với cả giá tiền của mình nữa. Thì nếu như mọi người muốn mình thì trải nghiệm thêm các loại bông tẩy trang nào hot hit trên thị trường, hay là có câu hỏi gì thắc mắc thì comment bên dưới nhé, chúng mình sẽ trả lời những thắc mắc của mọi người. Nhớ ấn like và ấn subscribe để ủng hộ chúng mình. Còn bây giờ thì bye.